Đức trục xuất quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ ở Berlin, một hành động đáp trả hết sức bất thường đối với một trong những đồng minh thân cận của Đức, giữa lúc có những cáo buộc nói rằng Washington thuê những tay hoạt động người Đức bán tài liệu mật. Đức đang điều tra hoạt động của hai người Đức bị cáo buộc làm gián điệp cho Mỹ, những hoạt động mà giới chức Mỹ từ chối bàn luận công khai. Thủ tướng Đức Angela Merkel mấy tháng trước nổi giận khi hay tin cơ quan an ninh quốc gia Mỹ từng bí mật nghe lén điện thoại di động của bà. Bà nói rằng nếu tin tức về việc Mỹ do thám chính phủ bà là đúng, thì đó là một việc làm phí sức. Tại Washington, các quan chức Tòa Bạch Ốc cho biết là họ không bình luận gì về việc trục xuất quan chức tình báo và nói rằng mối quan hệ an ninh tình báo của Mỹ với Đức rất quan trọng, giúp giữ cho công dân Đức và Mỹ được an toàn.